Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 46 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chương trình đó là thuộc về sơ cấp. Chủ đề của cái phần 46 này là Yên của lào rễn mài tờ y trang trô chờ sơ trung cổ cũ tùng. Yên của lào rễn mài tờ y trang trô chờ sơ trung cổ cũ tùng. Rồi bây giờ cái chủ đề của cái phần này có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tham khảo nha. Yên của lào rễn là một cụ già người Anh. Yên của lào rễn mài là một cái cụ già người Anh đã mua. Rồi, yên của lào rễn mài tơ y trang trô sơ. Bây giờ câu nào có chữ tơ vẫn nhắc lại dịch đằng sau dịch lại. Như vậy là một chiếc bàn y trang trô sơ. Trô sơ là cái bàn, còn trang là lượng từ. Y trang trô sơ là một chiếc bàn. Như vậy mình dịch là một chiếc bàn do một cụ già người Anh đã mua. Sơ trung cổ cũ tùng là hàng cổ hoặc là đồ cổ của Trung Quốc. Cũ tùng là đồ cổ. Mài cũ tùng tức là mua đồ cổ. Còn trung cổ cũ tùng là đồ cổ của Trung Quốc. Mình đọc lại một lần nữa nha. Yên của là rỉnh mài tới y trang trô chờ sơ trung cổ cũ tùng. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không. Rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Yên của dù ý cơ lào rễn trai hoàng sang mài lơ y trang trô chờ hoa lơ chi xen yên băng. Yên quê tha hẳn sàng trư tàu trơ trang trô chờ nâng mài tô sào xén sổ yì chỉnh lơ ý cơ trân gia lại gia lì khan trơ trang trô chờ. Chuyên gia cao su tha, trơ trang trô chờ phê chẳng theo lèng, sư ý chèn Trung Quốc tờ cũ tùng, khờ nẫn, nẫn mai 80 vạn to 120 vạn yên băng. Trơ, răng lào rễn phê chẳng cao xinh, tha số, trơ trang trô chờ nẫn mai trơ mơ tố chèn, thay hảo lơ. Và sau đây xin mời mọi người xem nội dung chi tiết của nó nha. Yên của dù dĩ cơ lào rễn có một cụ già người Anh. Trai hoàng sang là ở trên mạng. Rồi mài lấy y trang trô chờ mua một chiếc bàn. Như vậy là có một cụ già người Anh mua một chiếc bàn thông qua mạng, tức là mua trên mạng đó. Hoa là chi xen yên băng. Hoa là đã tốn, đã tiêu, đã xài cho cái khoản tiền đó đó. 7000 yên băng, 7000 bảng Anh. Yên băng là bảng Anh. Hoa lờ 7000 yên băng, đã tốn hết 7000 bảng Anh. Yên quê ta hãnh sàng trư to, bởi vì cụ ấy rất muốn biết. Yên quê ta hãnh sàng trư to, muốn biết cái gì nào? Trơ trang trô chờ nâng mai tô sào xén, cái bàn này hoặc là chiếc bàn này có thể bán được bao nhiêu tiền? Bởi vì cụ ấy rất muốn biết cái chiếc bàn này có thể bán được bao nhiêu tiền. Yên quê tha hẳn sàng trư to, trơ trang trô chờ nâng mai tô sào xén, sổ dì chỉnh lơ ý cơ trân gia. Cho nên đã mời, chỉnh là mời, chỉnh là đã mời. Ý cơ trân gia là một chuyên gia, lại gia lì là đến nhà. Khan trơ trang trô chờ để xem cái bàn này. Mình đọc lại cho mọi người nghe nha. Yên quê tha hẳn sàng trư to, trơ trang trô chờ nâng mai tô sào xén, sổ dì chỉnh lơ ý cơ trân gia. Lại gia lì khan trơ trang trô chờ. Chuyên gia cao su tha, chuyên gia cao su tha tức là cái người chuyên gia đó đã cho ông ấy biết, đã cho cụ ấy biết. Trơ trang trô chờ phê chẳng theo lèng, cái chiếc bàn này là cực kỳ đẹp luôn. Trơ trang trô chờ phê chẳng theo lèng, sư ý chèn Trung Quốc tờ cũ tùng, sư ý chèn Trung Quốc tờ cũ tùng. Ý chèn cũ tùng là một món đồ cổ. Ý chèn Trung Quốc tờ cũ tùng là một món đồ cổ của Trung Quốc. Khờ nẫn là có thể, nẫn mai là có thể bán.
Như vậy là ngay đó có hai từ nẩn này bình thường, nhưng mọi người lưu ý nha. Khờ nẩn là có thể chỉ sự dự đoán nè. Nẩn mai là có thể bán. Ba sử quan to, di bài ơi sử quan yên băng. Có thể bán 80 vạn hoặc là 120 vạn bảng Anh. Ba sử quan có nghĩa là 800 ngàn, 80 vạn tức là 800 ngàn. Đến di bài ơ sử quan là đến 1.200.000 bảng Anh. Một cái bàn thật là mắc khủng khiếp. Trơ rang lào rễn phê chẳng cao xin. Trơ là điều này. Rang lào rễn khiến cho cụ già, cụ già đó đó, phê chẳng cao xin là vô cùng vui mừng. Tha số là ông ấy nói. Trơ trang trô chơ, chiếc bàn này nẫn mai trơ mơ tố xẻn, có thể bán được nhiều tiền như vậy. Trơ mơ tố là nhiều như vậy. Nẫn mai trơ mơ tố xẻn, có thể bán được nhiều tiền như vậy. Thay khảo là thì tốt quá, thì tốt quá. Trơ răng lào rễn phê chẳng cao xin. Tha số trơ trang trô chơ nẫn mai trơ mơ tố rễn, trơ mơ tố xẻn. Thay khảo là. Rồi và sau đây xin mời mọi người đọc theo mình một lần cái phần này nhé. Yên cổ dù ý cơ lào rễn chai hoàng sang mài là y trang trô chơ. Hoa lờ chi chén yên băng. Yên quê ta hẳn sẵn trư tò trơ trang trô chơ nâng mai tố sào chén. Số y chỉnh lời y cơ đoàn gia lại gia lì khan trơ trang trô chơ. Đoàn gia cao sụ thá trơ trang trô chơ phê chẳng phèo lèng. Sư ý chen Trung Quốc tờ cụ tổng. Khờ nẫn nẫn mai 80 vạn to 120 vạn yên băng. Trơ răng lào rễn phê chẳng cao xin. Tha số trơ trang trô chơ nâng mai trơ mơ tố chén, thay hảo lơ. Và trước khi kết thúc bài, mời mọi người nghe mình đọc lại nhanh hơn một chút, để mọi người có thể luyện nghe đi nghe lại cái đoạn này, để xem mọi người nắm bắt được nhiều chưa nhé. Trước khi mình kết thúc bài, xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Yên cổ dù ý cơ lào rễn trái hoàng sang mài lấy y trang trô chơ hoa lờ chi xén yên băng. Yên quê ta hẳn sẵn trư tò trơ trang trô chơ nâng mai tố sào chén. Số y chỉnh lời ý cơ đoàn gia lại gia lì khan trơ trang trô chơ. Đoàn gia cao sụ thá trơ trang trô chơ phê chẳng phèo lèng. Sư ý chèn Trung Quốc tờ cụ tổng. Khờ nẫn nẫn mai 80 vạn to 120 vạn yên băng. Trơ răng lào rễn phê chẳng cao xin. Tha số trơ trang trô chơ nẫn mai trơ mơ tố chén. Thay hảo lơ. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 46 của bài. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nếu mọi người chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những thông tin mới nhất. Và vui lòng cho thầy một like nhé. Xin chào mọi người.